Ơ, cô là ai đấy? Nhìn em như con lợn xẻ mấy lứa ấy. Anh có con là con người không? Chỉ định để tôi tiền thản giật mà chết đi à? Này, tôi thách cô rời khỏi tôi đấy. Anh đúng là đồ khốn nạn. Cô đi. Cương à, anh đi xa là vì gia đình nhỏ của chúng ta. Em có hiểu không? Em ở nhà nhớ về giữ sức khỏe nhá, và chăm mẹ giúp anh. Em bầu bí như thế này sẽ cực lắm đấy. Thôi, em đừng buồn nữa. Anh sẽ về sớm thôi mà. Đến giờ anh phải đi rồi. Anh sẽ về sớm thôi. Hãy đợi anh nhá. Anh đi đây. Hãy đợi anh nhá. Alo, em à, anh Ngân về đến nhà rồi. Ừ, chuẩn bị ra mở cửa cho anh nhá. Anh có một điều bất ngờ dành cho em đấy. Ừ. Anh. Ơ, cô là ai đấy? Cô bị hâm à? Hương ơi. Em đây mà. Cái gì? Anh về rồi, em nhớ anh quá đi. Cái gì? Từ từ. Cô đè chết tôi bây giờ. Cô là ai? Em Hương đây mà. Em là Hương á? Ừ. Để xem nào. Ôi giời. Sao thế này? Anh không nhận ra em nữa cơ. Anh đi mới có 5 năm mà sao em khác thế? Nhìn em như con lợn xẻ mấy lứa ấy. Thôi, anh vào trong đi. Sao thế? Thôi, em đi ra chỗ khác đi. Đã mấy năm rồi mình chưa... Chưa cái gì? Cả sáng nay, anh vừa mới bay về. Anh đang rất mệt. Bây giờ em đừng tra tấn anh bằng cái tấn mỡ này nữa. Ờ hay. Em cũng có muốn như thế này đâu. Từ lúc sinh con xong, cơ thể nó mới xồ xề như này. Nhưng mà dù có xấu, em cũng là vợ anh mà. Một mình em phải sinh con đấy à? Hả? Gái một con, trông mòn con mắt. Người ta đẻ một đứa ấy, người ta vẫn xinh đẹp, dáng người ta vẫn thon, da rẻ người ta vẫn trắng trẻo hồng hào. Còn em, nhìn lại mình đi, như con lợn ý. Vậy chứ mới hôm qua ai còn ngọt ngào bảo là về sẽ ôm em ngủ. Ai bảo hôm qua em dùng app chỉnh hình gửi cho anh làm cái gì? Hả? Bây giờ ngoài đời, thử nhìn đi. Anh nói thật nhá, đừng bao giờ lừa dối anh như thế. Anh buồn nôn lắm. Em chỉnh có một tí thôi mà. Một tí thôi mà. Thôi, em ra sofa ngủ đi. Này, cầm lấy gối ra ngoài mà ngủ. Anh ngủ với em ý, anh ngạt thở mất. Tôi buồn lắm. Cứ tưởng anh ấy về, vợ chồng gần gũi nhau sẽ hạnh phúc. Nhưng ai ngờ anh ấy lại càng lạnh nhạt với tôi. Cũng tại tôi bây giờ xấu xề,
xấu xí. Lại còn hỏi nữa. Nên là anh ấy đang cặp bồ với con bé nào ở quán bar ấy. Đàn ông nào chả vậy, chơi chán rồi sẽ về với vợ con thôi. Thôi anh ấy về rồi, nói chuyện sau nhá. Ok. À, vợ anh đây à? Người ngoài nhìn không kỹ lại tưởng là mẹ anh đấy. Thế à? Cô dám đồ giật chồng, vô liêm sỉ. Anh Long, thế này là sao? Anh đã ngang nhiên gặp bồ rồi còn dẫn cô ta về nhà nữa à? Thế này là sao? Tôi nói cho cô biết, Huyền lại có thai với tôi rồi. Từ bây giờ trở đi, Huyền sẽ ở căn nhà này. Anh thật là quá đáng. Đã ngang nhiên cặp bồ rồi còn dẫn gái về nhà nữa. Anh có con là con người không? Thế cô nhìn lại mình xem, cô có phải là con người không? Cô càng ngày càng béo, nhìn như một con lợn xề. Tôi phát tẩu. Anh sao lại nói thế? Anh nói vậy là oan cho lợn xề lắm đấy. Làm gì mà có con lợn xề nào xấu như cô ta. Em nói cũng đúng đấy. Các người quá đáng vừa thôi. Sao? Cô không chịu nổi à? Nếu mà không chịu được ấy, thì cút ra khỏi căn nhà này. Nói thật nhé, hàng ngày tôi nhìn cô ấy, tôi chán lắm rồi đấy. Anh ơi, anh nhớ lại những ngày tháng xưa đi. Em sẽ lấy lại vóc dáng, em sẽ đẹp mà. Anh đừng đối xử với em và con như vậy. Lấy lại vóc dáng đâu phải là dễ. Xấu thì dễ chứ đẹp thì khó lắm em ơi. Mà có cái thể loại thần dược nào lại cứu vãn được người như cô? Cô đừng có mà quá đáng. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Bây giờ tôi hỏi cô, một là ở lại, hai là cút khỏi căn nhà này. Ở? Đây là nhà của em cơ mà. Được, nếu như muốn ở lại thì bây giờ phải biết điều, phải an phận mà chăm lo cho cái căn nhà này đi. Nhưng mà anh ơi, bây giờ em bầu bí như thế này, em ở đây chẳng may sau này cô ta nổi điên lên hành hạ em thì làm thế nào? Cưng ơi, em cứ yên tâm, nếu như mà cô ta ấy dám động vào một sợi lông của em thôi, anh sẽ tống cổ cô ta ra khỏi cái nhà. Cô ấy, nếu mà để cô ấy phật ý hay khó chịu bất kỳ một điều gì thì cút ra khỏi đây, biết chưa? Anh ơi, tự nhiên em thấy thèm gà tiềm quá. Em thèm gà tiềm à? Sao? Nghe thấy gì không? Đi ra chợ mua gà tiềm, hầm cho cô ấy ăn. Ngồi đấy nhìn à? Đi đi! Chị Hương, chị để mẹ con tôi chết đói đó à? Đồ ăn của tôi đâu? Này, chị biết tôi bầu bí nên cố tình nấu mặn đúng không? Sao? Chị định để tôi tiền sản giật mà chết đi à? Chắc cô bầu bí lên khẩu vị thay đổi thôi. Tôi lạ gì cái loại người như chị nữa. Ghen ăn tức ở với tôi nên bày trò hãm hại tôi đấy mà. Tôi có ác ý, cũng không nghĩ ra mấy trò như thế đâu. Cô không thích thì để tôi đi nấu nồi mới. Có ấy, mất hướng ăn rồi. À mà móng tay tôi dài rồi, cắt móng tay cho tôi. Tại sao tôi phải làm điều đó? Sao? Thế thích tôi mách anh Long không?
thích bị đuổi ra khỏi nhà không? Có làm không thì bảo. Này, này, cô làm cái gì bạn tôi đấy? Cô là cái thá gì mà đối xử với bạn tôi như vậy hả? Tôi đẹp, tôi có quyền, tôi thích làm gì thì tôi làm. Cô cũng là phụ nữ, cô làm như vậy mà coi được à? Để tôi nói cho cô biết nhá, cô ấy cũng chẳng đẹp mãi được đâu. Tương lai, nó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ ấy, bạn cô xấu không giữ được chồng ấy thì phải chịu thôi. Chuyện gì mà ồn ào thế? Anh, cô ta dắt bạn về để bắt nạt em đấy. Vừa nãy chị ta còn dùng cái bấm móng tay kia cắt chảy máu tay em ra đấy. Anh có đau không? Đau. Cô! Này anh Long, anh đối xử với bạn tôi như vậy mà được à? Cô ấy đã hy sinh cho anh vất vả bao nhiêu năm tháng, tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao á? Cô nhìn lại bạn mình xem rồi hỏi tại sao nhé. Tôi thật là hối hận vì ngày xưa đã làm mối bạn tôi cho anh. Tôi và anh bây giờ đừng có bạn bè gì nữa. Còn mày, sao mày phải sống ở đây chịu đựng cái cảnh như thế này hả? Tao hết cách rồi mày ơi. Tao không có chỗ nào để đi cả. Còn con tao nữa. Đi, mày đi với tao. Không việc gì phải hy sinh vì cái loại người như thế này cả. Bây giờ tao còn biết làm gì với bộ dạng này nữa. Xấu xí, xấu xệ, già đua, thêm làm tiểu bỏ chồng nữa, con tao sau này sẽ ra sao? Nếu như ấy, mày muốn chết rũ ở đây với cái bộ dạng này thì mày cứ ở. Mày nghĩ bé Sim sẽ muốn sống trong cảnh như thế này à? Người nó cần là một người mẹ tự tin, làm chỗ dựa vững chắc cho nó, mày hiểu không? Rồi sao? Cô định đi hay là ở? Bà ấy còn có thể thay đổi mà. Bà cần phải lấy lại vóc dáng xinh đẹp như ngày xưa. Đi, bà đi cùng tôi sẽ giúp bà. Cô không cần phải khuyên. Cái loại người ăn bám như thế này, tôi thách cô rời khỏi tôi đấy. Bà đợi tôi và thu xếp quần áo của bé Sim. Buồn nữa, tôi có cái này cho bà đây. Tôi đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Bà dùng thử hai sản phẩm này đi. Đây là sâm tố nữ này, giúp cân bằng nội tiết tố, đẹp da, mờ nám và chống lão hóa. Còn đây là viên uống mọc tóc đích he, bổ huyết, bổ gan thận, giúp cho tóc bà sẽ nhanh chóng mọc lại. Với hai cái sản phẩm này thì tôi tin rằng tóc của bà sẽ trở nên bồng bềnh như ngày xưa thôi. Cảm ơn bà nhá. Mà còn nữa, từ nay tôi sẽ đi tập cùng với bà. Tôi tin là nếu như mà bà cố gắng, bà sẽ lấy lại được vóc dáng đẹp như ngày xưa thôi. Thôi, ngồi nghiên cứu hai sản phẩm này đi. Tôi ra ngoài có chút việc nhá. Ok, bà đi đi. We'll be right back.
anh... Để anh xách giúp cho. Không cần đâu. Hương ơi, thật ra anh muốn gặp em. Dạo này em khác quá, anh không nhận ra nữa cơ. Càng ngày em càng trẻ đẹp, mà đẹp hơn cái hồi mà anh mới yêu em nữa cơ. Nhờ ơn anh cả đấy. Hương ơi, anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh nhá. Được không? Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh được không Hương? À, anh bảo với tôi là anh đi làm cơ mà. Sao anh đến đây? Anh đến đây để tán tỉnh cô ta đấy à? Này, tôi đã nói với cô rồi, đừng bao giờ lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi chán cô lắm rồi. Cái gì? Anh chán tôi á? Tôi này, tôi còn chán bản thân tôi này. Ngày xưa tôi bị cô dụ dỗ mới bỏ vợ để theo cô. Bây giờ ấy, tôi muốn làm lại từ đầu với Hương. Cô, anh đúng là đồ khốn nạn. Còn cô, sao? Giờ cậy mình đẹp hơn trước, định dở trò này để trả thù tôi đấy à? Tôi chẳng việc gì phải làm thế cả. Tôi còn đang bận chuẩn bị lễ cưới của mình đấy. Xin phép hai người. Em nói cái gì cơ? Em sắp cưới á? Em cưới ai cơ? Liên quan gì đến anh? Nhớ là chúng ta đã chấm dứt rồi. Thì không liên quan đến anh. Nhưng mà em không có một chút tình cảm gì với anh hay sao hả Hương? Không. Bỏ tôi ra. Này, cô đừng tưởng ấy, thế giới này chỉ có một mình cô là đàn bà nhá. Đây, Huyền đây. Anh bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Em nói gì cơ? Chẳng phải vừa nãy em bảo là muốn anh về với em sao? Từ nay không bao giờ tôi tìm anh nữa. Cái loại đàn ông bội bạc như anh ấy, chỉ ham sắc thôi. Tôi có chung sống với anh ấy, rồi số phận của tôi sau này cũng giống như chị Hương trước đây thôi. Sao? Em nói cái gì cơ? Thế bây giờ cô tính sao? Tôi sẽ về nhà và đưa con đi. Còn anh, liệu mà chăm sóc cho mẹ anh đi. Cô nhớ đấy. Tôi chống mắt lên xem cô có dám không. Tại sao tôi lại không dám? Còn bây giờ ấy, anh cút ngay khỏi trước mắt tôi. Cút đi. Thôi, người đàn ông như thế thì không đáng đâu. Cô cầm lấy đi. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết chăm sóc cho bản thân. Chị... không cần phải cảm ơn đâu. Tôi tin rằng một thời gian sau cô cũng sẽ thay đổi. Cảm ơn chị. Cửa không ai thế này. Anh ơi! Mẹ ơi! Đứa tử tế thì không đánh, đi dứt của nợ này về. Mẹ chăm cháu kiểu gì thế ạ? Là có một cái sàn nhà thôi, làm gì mà to tát thế. Ngôi nhà này chỉ có mỗi một mình mẹ, là ruột thịt duy nhất của con thôi. Em với con vào nhà đi. Con chào mẹ ạ. Con về rồi đấy ạ. Gớm, anh đi gần chục năm, anh có ngó ngàng xem mẹ anh sống chết như thế nào không? Dạ. Con chào mẹ ạ. Không dám. Kìa mẹ, vợ con và cháu gái chào mẹ, sao mẹ lại quay đi ạ? Từ lúc nào tôi lại có đứa cháu nội lớn như thế này? Dạ, cháu tên là An, cháu 7 tuổi mẹ. Cháu rất là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mẹ đừng mắng cháu làm cháu sợ mẹ nhá.
7 tuổi á? Vâng. Thế cô bao nhiêu tuổi? Dạ con 26 ạ. Thế hóa ra vừa hết cấp 3 là cô đã chửa hoang à? Thế ở nhà bố mẹ họ hàng không ai dạy dỗ cô à? Bố mẹ con qua đời từ sớm ạ. Con cũng không có họ hàng. Mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi, chuyện này còn nguyên nhân khác nữa. Mẹ đừng nhắc đến từ chửa hoang mẹ nhá. Cái đứa tử tế thì không lấy đi dứt của nợ này về. Thôi thì kệ chúng mày, chúng mày muốn sống sao thì sống. Mẹ, anh xin lỗi, em đừng buồn nhá. Em không sao đâu anh ạ. Mẹ đừng buồn nhá. Mẹ biết rồi mà con gái. Thôi, mình vào phòng sắp đồ đi. Đi nào con. Đây. Đấy, có thể chỗ này đi. Uống nước cam đi con. Dạ. Cam sáng em mẹ mua tươi lắm đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, thế nước cam của mẹ ăn đâu ạ? Sao có một cốc thế này ạ? Mẹ cho nó uống rồi, cốc to hẳn hoi. Có thật không ạ? Ô hay, mẹ nói rồi anh làm gì? Uống nhanh lên, rồi tía để cốc đây, mẹ dọn sau nha. An ơi, vừa nãy bà nội cho con uống nước cam không? Có. Bà nội khó tính như thế thôi, nhưng mà rất là thương con, thương cháu. Rồi từ từ bố con mình thay đổi bà nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm. Lau cho sạch vào. Mày mà lau vớ vẩn nhá, tí nữa con mẹ mày về tao bắt con mẹ mày lau gấp 10 lần cơ. Nuôi ý, cho rõ tốn công. Chả thấy cái tích sự gì cả. Nước cả mắt. An ơi. An, bố mẹ về. Con gái bố. Nào, lại đây. Đưa con. Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ ạ. Con gái của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan không? Có ạ. Thế đã làm hết bài tập cô giao chưa? Chưa ạ. Thế con gái của bố hôm nay làm cái gì mà ở nhà không làm bài tập? Bà Lôi bị ốm nên con đã giúp việc bà. Con gái bố ngoan lắm, giúp bà làm việc nhà thế là tốt. Nhưng mà đừng có quên nhiệm vụ chính là phải làm bài tập về nhà. Con đã biết chưa? Mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ, sau này có việc gì thì mẹ cứ bảo con làm ạ. Gớm, nó có một cái sàn nhà thôi, làm gì mà to tát thế. Cô nói thế cứ làm như tôi bắt nạt con gái cô ấy à. Má, cô chiều con cô vừa thôi, nó hư ra đấy đấy. Mẹ ơi, con không trách mẹ cái việc làm mẹ để cháu giúp mẹ về nhà. Nhưng mà lần sau mẹ nhắc nhở cháu làm bài tập giúp con lại nhá. Thôi, lần sau ấy tôi không dám đụng vào cục vàng cục bạc của anh chị. Mà thôi, vào tắm rửa đi rồi ăn cơm. Cơm nước tôi đã dọn sẵn rồi đấy. Thôi, bố con mình vào đi tắm đi. Nào, vào tắm đi con, đi. Chờ một tí, sắp đến bữa trưa rồi. Bà cho cháu ăn đi, từ sáng đến giờ cháu chả được ăn một cái gì. Mày nói thế, tức là tao cho mày chết đói à? Bà cho cháu ăn đi. Giờ chỗ khác đi, cái này không phải để mày ăn đâu. Bà cho cháu ăn một miếng đi mà. Ôi, đã bảo giờ chỗ khác đi, lằng nhằng thế nhở. Bà cho cháu ăn miếng đi. Bà cho cháu một miếng nữa được không bà? Cái con này mày còn được voi đòi tiên à? Đi vào đây. Vào đây. Đi vào đây nhá. Tao cấm mày ra khỏi phòng nhá. Nhà cửa không ai thế này. An ơi.
Mẹ ơi! An ơi! Quái lạ nhờ, hai bà cháu đi đâu rồi không biết nữa. Hai đứa hôm nay về sớm thế à? Mẹ ạ? Bây giờ mẹ mới đi thử cơm. Mẹ ơi, bé An đâu ạ? Ai mà biết được, nó chơi ở đâu? An ơi! An ơi! Con đâu rồi? Ôi! An ơi! Con làm sao thế này? An ơi! Tỉnh lại đi con! Con làm sao thế? An! Em xem có bị sốt không? Không anh ạ. Ừ, người không nóng. Hay là ngủ quên nhỉ? Ngủ quên làm sao mà nằm trên sàn được? An ơi! An! Con! Tỉnh lại đi con! An! Con tỉnh rồi này. Con tỉnh rồi. Nào, để bố đỡ con dậy. Con có sao không? Có bị mệt không? Con đói. Đói á? Sao lại đói? Thế hôm nay con ăn gì? Cả ngày nay con chả được ăn một cái gì. Mẹ, tại sao cả ngày hôm nay mẹ không cho cháu ăn gì ạ? Mẹ bận nên... Mẹ chăm cháu kiểu gì thế ạ? Dù bận như thế nào ấy, thì việc quan trọng phải cho An ăn chứ ạ? Sao bây giờ con lại quát cả mẹ? Chỉ vì cái đứa con hoang này mà con quát cả mẹ à? Trong cái ngôi nhà này chỉ có mỗi một mình mẹ là ruột thịt duy nhất của con thôi. Ruột thịt duy nhất trong nhà. Hóa ra bấy lâu nay mẹ coi bé An là con riêng của con nên đối xử tàn nhẫn với con bé như thế à? Không đúng à. Cái nhà này là con trai tôi mua. Tiền con trai tôi kiếm. Mẹ con vô tự dưng về đây hưởng à? Mẹ đừng nói như thế ạ. Con nói cho mẹ biết, bé An không phải con riêng của con, càng không phải con hoang. Nó là cháu ruột của mẹ đấy ạ. Cô đừng có mà điêu. Con không hề nói sai đâu. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể hỏi anh Long. Còn không, mẹ có thể lấy tóc của cháu nó và đi xét nghiệm. Con đã nói chuyện này không như mẹ nghĩ mà. Bố ơi, con có phải con ruột của bố không? Con là con của bố. Thế bà nội thì sao? Con là cháu của bà nội. Trời ơi, sao con không nói cho mẹ từ sớm? Con bé 7 tuổi, bây giờ mới đưa hai mẹ con nó về đây. Mày có phải là con người không? Lỗi tại con à? Lỗi tại con hết à? Con ơi, bà sai rồi. Bà xin lỗi con nhé. Từ bây giờ con muốn ăn gì hay làm gì bà sẽ chiều con hết. Thật không bà? Thật chứ. Bởi vì con là cháu nội, là ruột thịt của bà mà. Bà bế con nhé. Cho mẹ xin lỗi con dâu của mẹ nhá. Mẹ đã hiểu nhầm con. Không sao đâu mẹ ạ.